Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 6 giờ của Tin Tuần San, tvjetsonline.com.au. Bản tin ngày hôm nay thứ hai mùng 5 tháng 3 sẽ có những tin chính đáng chú ý sau đây. Một nhóm tàu sân bay của Mỹ lần đầu tiên được đưa tới Việt Nam, gửi đến Trung Quốc thông điệp cứng rắn về tăng cường an ninh khu vực Biển Đông. Đức Hồng Y của Úc George Pell ra tòa trong vụ án liên quan đến các cáo buộc xâm hại tình dục. Và Đức sẽ có một chính phủ liên minh mới trong vài tuần nữa dưới sự đứng đầu của Thủ tướng Angela Merkel, kết thúc hơn 5 tháng bế tắc về chính trị. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh kết thúc, một tàu sân bay Mỹ dự kiến sẽ ghé cảng Việt Nam trong ngày thứ hai. Một động thái được cho là khiến Bắc Kinh gai mắt khi Trung Quốc đang quân sự hóa khu vực Biển Đông, bất chấp một phán quyết của tòa án quốc tế. Dẫn đầu bởi tàu sân bay USS Carl Vinson và tàu khu trục tên lửa USS Michael Murphy, nhóm tàu dự kiến sẽ cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng và bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3. Diễn biến này theo sau chuyến công du Hà Nội của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis vào tháng 1. Chuyến đi của nhóm tàu Mỹ diễn ra trong khi Trung Quốc liên tục gia tăng sự hiện diện và kiểm soát ở Biển Đông. Các bức ảnh vệ tinh cho thấy các hoạt động xây dựng và trang bị vũ khí của Trung Quốc trên các hòn đảo tự nhiên và nhân tạo tại vùng biển này. Mỹ không đòi hỏi lãnh thổ trong khu vực, nhưng thường xuyên tuần tra vùng biển để đảm bảo rằng khu vực này vẫn mở cửa cho lưu thông thương mại. Một tuyên bố của Hải quân Mỹ nói rằng chuyến đi của nhóm tàu là nhằm thúc đẩy tự do hàng hải và tăng cường an ninh khu vực, cũng như làm việc với các đồng minh. Đó cũng là một thông điệp cứng rắn cho hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, các nhà phân tích cho biết. Tiếp theo là một số tin tức nước Úc. Đức Hồng Y Cardinal George Pell, giáo sĩ công giáo cao cấp nhất của Úc, đã ra tòa tại Melbourne trong ngày hôm nay để phục vụ một cuộc điều trần chống lại cáo buộc về lạm dụng tình dục. Buổi điều trần sẽ xác định liệu có đủ bằng chứng để mở một phiên xử và dự kiến kéo dài 4 tuần. Hồng Y Pell đang phải đối mặt với những cáo buộc vi phạm tình dục mang tính lịch sử liên quan đến nhiều người khiếu nại. Ông đã phủ nhận các cáo buộc này. Ông bị buộc tội bởi các thám tử của cảnh sát Victoria vào tháng 6 năm ngoái và được Đức Giáo Hoàng cho phép quay trở lại Úc từ Vatican để chống lại cáo buộc. Một trong những cáo buộc này đã bị các công tố viên thu hồi trong một cuộc điều trần tại một tòa án hôm thứ Sáu. Buổi điều trần sẽ không được tiết lộ cho công chúng và truyền thông trong vòng 2 tuần lễ, là thời gian để những người khiếu nại cung cấp bằng chứng. Khoảng 50 nhân chứng sẽ đưa ra bằng chứng trong suốt cuộc điều trần, dự kiến kết thúc vào trước thứ Sáu tuần Thánh. Hơn một ngày sau khi Barnaby Joyce nói với giới truyền thông rằng việc ông có phải là cha của đứa trẻ sắp ra đời không là không chắc chắn, vị cựu phó thủ tướng đã tuyên bố vấn đề này là vấn đề cá nhân, không cần người khác quan tâm. Trong một cuộc phỏng vấn với Fairfax Media, ông đã đưa ra một số nguyên nhân mà ông cho rằng đứa trẻ có thể không phải là con ông. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rằng ông sẽ không thực hiện kiểm tra sinh học và sẽ nuôi dạy đứa trẻ như là con ruột của mình. Vào tháng 2, tờ Daily Telegraph đã tiết lộ mối quan hệ của ông với cựu nhân viên, bà Vicky Campion, cùng một tấm hình cho thấy bà đang mang bầu. Ông Joyce đã từ chức vị trí phó thủ tướng và lãnh đạo đảng quốc gia gần 3 tuần sau khi bài báo này được đăng tải. Và cuối cùng như thường lệ là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Với 66% số phiếu ủng hộ, Đảng Dân Chủ Xã hội Đức SPD đã chấp nhận tái lập đại liên minh với hai đảng chị em của Thủ tướng Angela Merkel. Tại cuộc bầu cử Đức diễn ra năm 2017, Liên minh Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU của bà Merkel giành số phiếu cao nhất, còn Đảng Dân Chủ Xã hội SPD về thứ hai. Tuy nhiên, CDU vẫn chỉ tìm thấy sự gắn kết đảm bảo nhất từ Liên minh Xã hội Thiên Chúa Giáo vùng Bavaria, CSU. CDU-CSU vì thế muốn thành lập chính phủ phải tìm thêm một liên minh khác. Nhưng trong bối cảnh phe cực hữu sự lựa chọn thay thế vì nước Đức, AfD, lớn mạnh và có chân trong quốc hội, SPD là lựa chọn duy nhất để bà Merkel tiếp tục nắm quyền. Các vị trí bộ trưởng trong nội các mới của bà Merkel dự kiến sẽ được công bố trong vài tuần tới và chính phủ mới sẽ thành lập cuối tháng 3 này. Việc Đức có chính phủ mới không chỉ là tin vui cho người ủng hộ bà Merkel, mà còn được xem là tín hiệu tốt lành cho Liên minh châu Âu-EU. Kể từ khi SPD tỏ ra e ngại về liên minh mới, Đức đã trải qua 5 tháng liền rơi vào tình trạng tê liệt chính trị vì không thể hình thành nội các để ứng phó với thách thức mới. Hôm qua, ngày 4 tháng 3, 50 triệu cử tri Italy đã đi bầu cử nghị viện mới, trong bối cảnh nước này chưa hoàn toàn thoát khỏi khủng hoảng nợ công. Theo kết quả thăm dò sau bỏ phiếu của kênh truyền hình nhà nước RAI ở Italy, Liên minh cánh hữu của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi dự báo sẽ dẫn đầu tại Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử ngày 4 tháng 3, song không giành được đa số để có thể tự đứng ra thành lập chính phủ.
Nếu kết quả của thăm dò sau bỏ phiếu nêu trên không có nhiều thay đổi, dự đoán một quốc hội trèo sẽ là kết quả cuộc bầu cử lần này do không có chính đảng hoặc liên minh chính đảng nào giành đủ đa số phiếu bầu cần thiết để tự đứng ra thành lập chính phủ. Trong cuộc bầu cử quốc hội Italy nhiệm kỳ thứ 18 này, có hơn 46,5 triệu cử tri Italy đủ tư cách đi bỏ phiếu để bầu ra 630 hạ nghị sĩ và 315 thượng nghị sĩ. Kể từ sự kiện Anh lội rời Liên minh châu Âu, Italy sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba của châu lục này. Do đó, kết quả cuộc bầu cử Italy có ý nghĩa rất quan trọng với nền kinh tế khu vực, cũng như chính sách nhập cư với người tị nạn mà quốc gia này đang ban hành. Theo AFP, ngày 4 tháng 3, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố các lực lượng của ông phải tiếp tục một chiến dịch ở khu vực Đông Ghouta do phiến quân kiểm soát, bất chấp sức ép gia tăng đòi chấm dứt chiến dịch này. Trả lời các phóng viên, ông Assad nói, chiến dịch chống khủng bố này phải được tiếp tục, trong khi đồng thời dân thường sẽ tiếp tục có khả năng được sơ tán. Ngoài ra, ông Assad cũng cho rằng, liên quân do Mỹ đứng đầu đang hậu thuẫn tổ chức nhà nước Hồi giáo, mặt trận Anusa, cũng như các nhóm khủng bố khác. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, các lực lượng của ông Assad đã giành được 1/4 khu vực phía đông Ghouta, ở phía đông thủ đô Damascus, sau 2 tuần bắn phá dữ dội. Một nguồn tin chính phủ Burkina Faso ngày 4 tháng 3 cho biết, lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ một nghi can đầu sỏ trong hai vụ tấn công hôm 2 tháng 3 nhằm vào Đại sứ quán Pháp và một sở chỉ huy quân sự ở thủ đô Ouagadougou. Theo nguồn tin trên, nghi can bị bắt giữ vài giờ sau khi hai vụ tấn công xảy ra và đối tượng này bị tình nghi là một trong những kẻ đầu sỏ. Trước đó, vào sáng 2 tháng 3, các tay súng đeo mặt nạ đã tiến hành một vụ tấn công liều chất bằng bom xe vào sở chỉ huy quân sự ở thủ đô Ouagadougou. Vụ nổ bên trong sở chỉ huy đã làm rung chuyển các tòa nhà xung quanh, khiến trụ sở này bốc cháy. Cùng lúc đó, 5 đối tượng có vũ trang xông ra từ một ô tô đã nổ súng vào người qua đường trước khi hướng về Đại sứ quán Pháp, cách sở chỉ huy quân sự bị tấn công khoảng 2 km. Lực lượng phiến quân nhóm ủng hộ Hồi giáo và người Hồi giáo đã nhận là thủ phạm thực hiện các vụ tấn công nói trên, khiến 16 người thiệt mạng và ít nhất 80 người bị thương. Hàn Quốc đã chỉ định một số quan chức cấp cao, trong đó có giám đốc tình báo và cố vấn cấp cao của Tổng thống, tới Bình Nhưỡng để đàm phán với Triều Tiên. Theo Yonhap, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hôm 4 tháng 3 cho biết, Chung Woo-yong, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in, sẽ dẫn đầu phái đoàn 5 thành viên tới Bình Nhưỡng. Thư ký báo chí của Phủ Tổng thống Hàn Quốc Jung Jong-chan cho biết, phái đoàn mong đợi thảo luận với các quan chức cấp cao của Triều Tiên về việc tạo điều kiện cho đối thoại Triều Tiên-Mỹ nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và phát triển mối quan hệ Hàn-Triều. Trong khi đó, Mỹ, đồng minh quan trọng nhất của Hàn Quốc, vẫn giữ lập trường cứng rắn khi tuyên bố chỉ đối thoại với Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân. Trước lập trường cứng rắn của Mỹ, Triều Tiên hôm 4 tháng 3 khẳng định đòi hỏi phi hạt nhân hóa của Mỹ là điều nực cười. Triều Tiên cho biết nước này đã cho thấy thiện chí sẵn sàng đàm phán và cơ hội đối thoại hiện phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ. Lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar lần thứ 90 đã chính thức bắt đầu lúc 12 giờ sáng nay theo giờ Úc. The Shape of Water dẫn đầu danh sách đề cử Oscar 2018 khi có tên ở 13 hạng mục, trong đó có phim truyện xuất sắc. Nhiều ngôi sao tham gia trao giải bao gồm nữ diễn viên Sandra Bullock, Emily Blunt, Nicole Kidman, Jane Fonda. Oscar là giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Ra đời từ năm 1929, Oscar được trao giải thường niên tại thành phố Los Angeles để ghi nhận những thành tựu xuất sắc của 24 lĩnh vực trong ngành điện ảnh năm trước đó. Kết quả chi tiết của lễ trao giải Oscar năm nay sẽ được cập nhật trên trang web của Tim Tuần San, tvjetsonline.com.au. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin 6 giờ của Tim Tuần San ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn và xin hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.